Xin chào thầy Hoàng, em tên là Nguyễn Hồng Nam. Hôm nay chúng ta sẽ đến với bài tập 10 là đo nhiệt độ hàng kênh UNM35 hiển thị trên hai led 7 đoạn và có nhấn chuyển kênh. Thì kênh em chọn sẽ là kênh 0 và kênh 1. Khi mà mình nhấn nút nhấn chuyển kênh thì nếu nó đang ở kênh 0 thì chuyển qua kênh 1, còn nếu nó ở kênh 1 thì sẽ chuyển qua kênh 0. Và sử dụng hai điện áp tham chiếu là VRF cộng là sẽ tương ứng với VDD là 5V, còn VRF trừ sẽ là tương ứng với VS là 0V. Khi nhiệt độ vượt quá 35 độ C thì nó sẽ phát ra tiếng kêu. Thì đầu tiên sẽ là phần lưu đồ giải thuật. Đầu tiên sẽ là bắt đầu khởi tạo các bọt, khởi tạo biến, khởi tạo ADC và chọn xung lắp. Và kênh ban đầu mặc định của mình sẽ là kênh 0. Chọn kênh ban đầu mặc định sẽ là kênh 0. Sau đó mình sẽ kiểm tra nút nhấn chuyển kênh có được nhấn hay không. Nếu mà được nhấn thì nếu mà ở kênh 0 nó sẽ chuyển qua kênh 1, còn nếu ở kênh 1 nó sẽ chuyển về kênh 0. Rồi sau đó nó sẽ đọc hệ số chuyển đổi, chia hệ số chuyển đổi, giải mã và hiển thị ra led bài đoạn. Còn nếu sai thì nó sẽ thực hiện công việc ngay luôn, đọc hệ số chuyển đổi, chia hệ số chuyển đổi, giải mã và hiển thị ra led bài đoạn. Tiếp tục mình sẽ kiểm tra nhiệt độ có vượt quá 35 độ C không. Nếu mà được quá 35 độ C thì sẽ phát ra tiếng kêu, còn nếu không thì nó sẽ quay về đoạn chương trình trên đây, kiểm tra nút nhấn chuyển kênh có được nhấn hay không. Tương tự như vậy, khi mình nhấn nút nhấn reset nó cũng sẽ quay về kiểm tra đoạn chương trình trên đây là kiểm tra nút nhấn chuyển kênh có được nhấn hay không. Thì chúng ta sẽ đến với mạch mô phỏng. Thì mạch mô phỏng được vẽ trên phần mềm Rotate. Đầu tiên là hai con LM35 thì lần lượt nó có chân RA0 và RA1 của bit 16F887. Nút nhấn reset thì được nhấn được nối với chân RE3 và được nối với điện trở là 10 kg. Nút nhấn chuyển kênh thì được nối với chân RB0 và cũng được nối với điện trở là 10 kg. Các chân dữ liệu từ các chân dữ liệu RC và RD thì lần lượt nối với chân dữ liệu của hai con led 7 đoạn. Còn cái loa thì được nối với chân RE2 và được nối với điện trở là 220. Đây chúng ta sẽ đến với phần code. Phần code được viết trên phần mềm CCS. Đầu tiên sẽ là khai báo thư viện. Khai báo ADC được sử dụng là ADC được sử dụng là 10 bit, ADC 10 bit. Khai báo tần số hoạt động. Sau là khai báo nút nhấn chuyển kênh là pin B0. Tức là nút nhấn chuyển kênh sẽ được nối với chân RB0 của con bit 16F887. Sau mình sẽ khai báo mảng là mã 7 đoạn thì nó sẽ tương ứng với mã head để tương ứng với các số thập phân từ 0 đến 9 hiển thị ra con led 7 đoạn, số từ 0 đến 9. Sau đó mình sẽ khai báo biến nhiệt độ. Biến nhiệt độ biến tạm bằng -1. Biến tạm bằng -1 này sẽ tương ứng với kênh 0, là kênh mặc định đầu tiên của mình sẽ là kênh 0, là biến tạm sẽ là -1. Khi mình muốn chuyển kênh thì mình chỉ cần đổi dấu cái biến tạm này, tức là biến tạm bằng 1 thì sẽ kênh 0 sẽ chuyển qua kênh 1. Còn ngược lại, mình muốn chuyển ngược lại thì chỉ cần đổi dấu nó về -1 lại nó sẽ chuyển về kênh 0. Thì mình sẽ khai báo thêm cái biến kênh này, tức là cái biến kênh hiện tại mà được hiển thị ra hai con led 7 đoạn. Kênh hiện tại đang được hiển thị. Thì tiếp theo sẽ là đoạn chương trình hiển thị. Output C, output D của nó mã 7 đoạn nhiệt độ chia 10, tức là tương ứng với số hàng chục được hiển thị ra led 7 đoạn. Còn output đi nhiệt độ phần trăm 10 sẽ tương ứng với hiển thị ra hàng đơn vị, tức là hàng chục hàng đơn vị sẽ hiển thị nhiệt độ ra trên hai con led 7 đoạn. Hàng chục sẽ tương ứng với led 7 đoạn đầu tiên, hàng đơn vị sẽ tương ứng với led 7 đoạn thứ hai. Hiển thị nhiệt độ của mình là hai chữ số. Tiếp theo sẽ là đoạn chương trình chính. Đầu tiên mình sẽ set trích D, tức là phải thiết lập các ngõ ra là ở các bậc D và bậc C. Output write pin E2, output loud pin E2, tức là cái lo đầu tiên mình sẽ ở mức 0, tức là cái lo nó sẽ không kêu. Sau đó mình sẽ thiết lập xung lock là xung nội và thiết lập các kênh 0 và kênh 1 là sẽ tương ứng với hai con LM, tương ứng với hai con là M35. Đây là kênh 0, đây là kênh 1. Chân VSS thì được nối với
RF trừ cộng VD được nối với RF cộng. Tiếp theo mình sẽ được đoạn chương trình là mình sẽ kiểm tra nút nhấn chuyển kênh. Đây, if input chuyển kênh, tức là mình kiểm tra nút nhấn chuyển kênh có được nhấn hay không. Nếu mà mình nhấn nút nhấn chuyển kênh thì biến tạm của mình sẽ bằng tạm nhân trừ trừ 1, tức là mình sẽ thực hiện việc chuyển kênh, chuyển đổi hai kênh. Tức là khi mà biến tạm bằng trừ 1 sẽ kênh 0, và khi mình nhấn có nút nhấn chuyển kênh thì nó sẽ qua là kênh 1, tức là biến tạm lúc này sẽ bằng 1, sẽ tương ứng là kênh 1. Đây, biến tạm bằng trừ 1 sẽ kênh 0, còn ngược lại biến tạm bằng 1 sẽ kênh 1. Còn đây là thực hiện việc chuyển đổi từ kênh 0 sang kênh 1, hoặc từ kênh 1 về kênh 0, thực đổi dấu cho nó. Sau đó mình sẽ thiết lập cái kênh hiện tại ra ngoài là kênh 0 hoặc là kênh 1. Sau đó delay một khoảng là 10 video giây. Và mình gán cái biến nhiệt độ là red ADC, tức là ADC đang được đọc. Sau đó mình chia cho 2.046. Thì số 2.046 thì được giải thích là đầu tiên là đề bài của thầy là VRF trừ là 0V, VRF cộng là 5V. Thì mình sẽ tính ra cái độ phân giải là 4.887mV. Do ADC là 10 bit nên là hôm số là 2 mũ 10, thì cái độ phân giải là 4.887mV, thì nó sẽ không tương ứng với cái độ phân giải của phân cảm biến là M35 là 10mV. Tức là cứ 10mV thì nó sẽ tăng lên 1 độ C. Thì nên là tỷ lệ chênh lệch mình sẽ lấy 10 chia cho 4.887, nó sẽ là 2.046. Tức là để mà hiển thị các kết quả đúng thì mình phải lấy cái kết quả chuyển đổi đó chia cho cái tỷ lệ chênh lệch, tức là chia cho 2.046. Đây, tức là lấy cái red ADC này chia lại cho 2.046. Sau đó mình sẽ hiển thị ra hai con led, hiển thị ra nhiệt độ ra hai con led bảy độ. Sau đó mình delay một khoảng thời gian là 100 mili giây. Sau đó mình kiểm tra nhiệt độ, nếu mà nhiệt độ nó vượt quá 35 độ C thì output 2 pin E2, tức là cái loa này sẽ chuyển sang mức cao phát ra tiếng kêu. Còn ngược lại thì nó nhiệt độ nó không vượt quá 35 độ C thì nó sẽ output nó sẽ lâu là mức thấp, tức là cái loa nó sẽ không phát ra tiếng kêu. Bây giờ chúng ta sẽ combine cái đoạn chương trình. Có lỗi, mình giả nén cái file hẹp vào. Xong thực hiện chạy chương trình. Đầu tiên nó sẽ thực hiện mặc định nhiệt độ, nó sẽ hiển thị ở kênh 0 là 29 độ. Khi mình nhấn chuyển kênh nó sẽ qua kênh 1 là 30. Đây, khi kênh hay là đang mình bấm một lần nữa sẽ ở kênh 0. Nhưng mà nhiệt độ nó vượt quá 35 độ C. Đây, mình sẽ thử ở kênh 1. Nhiệt độ vượt quá 35 độ C. Tiếng kêu. Nhấn chuyển kênh nó sẽ về kênh 0. Nhấn chuyển kênh nữa về kênh 1. Khi mình nhấn nút nhấn reset thì nó sẽ mặc định, nó sẽ chuyển về kênh 0, tức là 34 độ C đang hiển thị. Video của mình là hết, cảm ơn thầy và các bạn đã xem.